Dạ, con xin mến chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Chúc tất cả mọi người thật là nhiều sức khỏe, gia đình luôn vui vẻ, hạnh phúc. Thì không biết ở chỗ cô chú như thế nào rồi, nhưng mà hôm nay thì ở chỗ con là còn khoảng 2 ngày nữa là tròn 1 tháng cô chú, là ở trong khu phong tỏa, không đi đâu hết. Đó, thì cũng giai đoạn này cũng rất là khó khăn cô chú. Cây thì quay cũng khá là nhiều và cô chú cũng thương giao lưu, cũng ủng hộ con thì cũng không còn cây để quay nữa. Không phải là không còn cây mà cây thì nó chưa có được mắt cô chú, cây thì chưa lấy về. Trong giai đoạn này thì nói chung là tình hình khó khăn, ai cũng vậy, thì mong là mình sẽ sớm qua được cái dịch này. Thì hôm nay con dọn vườn thì cũng thấy cái còn cái cây này nè cô chú, hôm nay nó cũng khá là đầy đủ rồi nè, đầy đặn. Cũng quay cho cô chú xem, nếu có yêu thích thì giao lưu với con. Đó, một cây trà Phúc Kiến cô chú. Trong miền Nam gọi là bùm sụm nha, cùm rụm, chùm rụm là cũng là nó hết. Thì cây này ban đầu thì nó là cây khai thác, về thì cũng bẻ theo cái dáng liễu cô chú. Đây nè. Cô chú thấy cái thước dây không? Thước dây 1,5 m thì nó phủ này hết. Còn nếu mà mình không tính cái này thì nó khoảng 1,2 m ha. Tới đây nó khoảng 1,2 m. Thân thì nó lắc vậy nè cô chú. Cô chú thấy cái thân nó lắc. Nó cái ngọn nó còn có chút xíu luôn á. Cái ngọn nó nè. Nói chung nó liền lạc cô chú, không có mặt cắt. Cái thân nó cong cong mẹo mẹo vậy đó ha, nó đi nguyên một đường ha, lên xuống vậy đó, cong rồi lên xuống. Có cái bàn xoay của chú nè, cái bàn xoay, nhưng mà cái nắng quá nó dạ với mấy cái cây ăn sao á, cho nên là con phủ cái tấm vải cho mình dễ thấy. Thì cô chú chưa đăng ký kênh thì xin mời nhấn đăng ký kênh giúp con ha, và nhấn cái chuông luôn để mình nhận thông báo. Thì qua dịch thì con mới có nhiều cái cây để giao lưu cùng cô chú nữa. Giờ đây. Đây thì nó có cây tử nhỏ nữa cô chú. Cái đế thì nó cũng nói chung là cũng khá đều. Nó cũng đều bốn mặt hết trơn. Cái này thì trồng thì không có dám phô lên nhiều. Từ bên đây. Đó, nói chung là nó phủ đều hai bên đó chứ. Chắc để hồi con quay lại cái mặt kia cho cô chú xem ha. Cái thằng này nó cũng lắc nè. Qua đây thì nó có cái tấm vải, nó dễ thấy hơn. Cái vị trí này thì con đo được 12 thân này, đo được 19 hoành. Này, cái tay ốp vô. Cái thân chính này thì 14, cứng 14. Thân nhỏ thì 8 à. Thì nó lên, nó thoát thai khoảng 40 cô chú, nó lên đây tới 40 thì cái thân nó vậy nè, liền luôn vậy nè. Đó, nó cong cong mẹo mẹo vậy nè. À, nó lắc, nó đi nguyên đường vậy nè. Đó. Thì bông trái đầy đủ rồi, cây trà Phúc Kiến. Cái tên rất là đẹp ha, trong miền Nam thì gọi là chùm rụm cùm nụm. Mấy cô chú ở ngoài miền Trung, miền Bắc thì gọi là trà Phúc Kiến. Có trái, trái ăn được, chua chua ngọt ngọt. Mấy cây này làm hàng rào ở dưới quê hồi nhỏ. Thường hái cái trái này ăn nè cô chú, đi học về. Bứt cả bụm bụm vậy đó, ăn như trái trái sắn vậy nè. À, nó chín, nó đỏ. Nói chung là cái bông nó màu trắng cũng đẹp lắm cô chú. Thì trái, mà đặc biệt cây này thì nó xanh quanh năm. Cái bông nó nè. Này nó xuống bông nhiều rồi nó ra trái không trái li ti vậy nè, xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng ha, khi mà nó gần chuyển qua chín thì nó vàng vàng đó, vàng vàng vậy đó, chín thì nó màu đỏ đỏ. Đó là cái mặt này là cái mặt chính của nó nè cô chú.
Có đường thang đi lắc, cô theo chú thấy rõ ràng luôn. Cái này mình để làm cái phông á, nhà chỗ bàn uống nước đồ này nọ, làm cái phông phía sau lưng mình hay gì nọ, cũng nhìn cũng khá đẹp của chú. Đây ha, nó có cái nhánh lên đây thì cũng bẻ toàn bộ là rũ hết ha. Cái cây tử này cũng bẻ rũ luôn, có mấy nhánh bên đây, tổng thể là bẻ theo dáng liễu rũ. Rồi thì con báo cái mức giá luôn, trước khi mà con quay cái mặt kia cho cô chú xem, thì cây cây này con giao lưu giá là 2 triệu ha. Bao ship 200 km với cô chú, gồm cả chậu luôn ha. Đó, cái chậu này là chậu cao. Chậu cao. Chậu này thì mình không làm chậu là mình lấy làm đôn được luôn, úp ngược lại ha. Để đôn. Đó. Giá là 2 triệu ha, bao ship 200 km. Giá này thì con không thể bớt hơn nữa đâu cô chú. Hết giá luôn rồi. Này giao lưu vui vẻ cho cô chú mình về. Cô chú nào thích thì về mình để trưng bày chơi. Con thì không, cái cây này không ship xa được cô chú. Tại vì 200 km thì con giao mấy cây lớn đó, sẵn rồi con có xe tải đó thì con giao cho cô chú tới nhà luôn, chứ ship xa đóng gói đồ này nọ thì cái thế này ship không được cái cô chú. Thông cảm cho con nha, mấy cô chú ở xa thông cảm. Có cây khác nhỏ gọn hơn thì con ship xa được thì con sẽ báo. Giờ để con quay lại cái phía bên kia cho cô chú xem. Giờ đây là phía bên mặt thứ hai của nó rồi cô chú. Đây, cái này thì mình cũng nhìn thấy rõ nét cái thân nó là lắc ha. Để con quay kỹ lại cho cô xem từ trên xuống dưới cái nữa. Đó, cái thân vậy đó. Có cái là nhìn cái thân nó lắc lắc, đẹp lắm. Nó lên xuống rồi đó. À, xuống đây ha, bắt đầu nó cất lên lại. Cái nó ra ngoài cái ngọn. Đó. Nói chung hai bên nó phủ tan đều hết à. Con làm nó đều hết. Nó xa xa vậy nè. Liễu rũ ha, mỏng manh, thanh mảnh. Cái chậu này thì nó cao khoảng 5 tấc cô chú, 4-5 tấc. Con cũng chưa đo nhưng mà chắc cỡ đó đó, khoảng hơn 2 gang tay mình, khoảng 5 tấc. Đó. Dạ rồi, vậy cô chú cũng nhìn thấy khá kỹ rồi ha. Thì cô chú yêu thích thì cứ gọi cho con số điện thoại trên màn hình, hoặc là kết bạn Zalo số đó luôn. Thì con cũng rất cảm ơn cô chú trong thời gian khó khăn này, nhưng mà khi mà có những cái clip của con đăng lên đó, thì cô chú cũng ủng hộ. Thì hôm nay con cũng bán được một số cây. Thì mấy cây cô chú chốt xong thì cô chú cứ yên tâm ha. Để đó thì con chăm cho chừng nào mà có mình đi lại bình thường á thì con giao liền cho cô chú thôi, chứ không có gì hết. Dạ rồi, con cảm ơn cô chú anh chị đã xem clip. Nếu ai chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ con, và chúc cô chú thật là nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại cô chú trong những clip sau.